Xin chào quý vị và các bạn. Sau những ngày thời tiết duy trì ổn định thì từ đêm nay trở đi, miền Bắc sẽ bắt đầu bước vào một đợt mưa diện rộng và khả năng cao sẽ xuất hiện mưa lớn vào những ngày cuối tuần này. Trong khi đó, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông vẫn đang xuất hiện ở nhiều nơi. Mưa dông xuất hiện trở lại ở miền Bắc là do vùng hội tụ gió mới lại được thiết lập và đang có hướng dịch chuyển từ Tây sang Đông. Dưới tác động của vùng hội tụ gió trong đêm nay, ở khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và Sơn La sẽ có mưa rào và dông. Từ ngày 21 tháng 5 trở đi, do có thêm tác động của rãnh áp thấp bị nén, mưa vừa, mưa to sẽ xuất hiện ở trên diện rộng ở toàn miền Bắc. Và dự báo đợt mưa diện rộng có cả mưa vừa, mưa to này sẽ kéo dài cho đến tận giữa tuần sau. Do mưa kéo dài với cường độ mưa dông mạnh, nguy cơ rất cao, Bắc Bộ có khả năng sẽ xuất hiện hiện tượng đa thiên tai là ngập úng, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở các khu vực trũng thấp. Những thiệt hại do đợt mưa lớn vừa qua là lời cảnh báo tới mọi người về việc chủ động ứng phó trước mưa dông trong những ngày tới. Ở phía Nam, mưa dông càng gia tăng hơn do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, khiến cho mưa dông không chỉ xuất hiện về chiều mà còn kéo dài cả sang tối, thậm chí là thời gian mưa cũng xuất hiện sớm hơn từ sau khoảng 12 giờ trưa. Đáng lưu ý, trong mưa dông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh. Cục bộ có điểm mưa to còn gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Không chỉ mưa dông diễn ra ở nhiều nơi trên đất liền mà trên biển, ở hầu khắp các khu vực của Biển Đông, bao gồm cả hai vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng đang tiếp diễn mưa rào và dông, làm giảm tầm nhìn xa xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm, nên tàu thuyền hoạt động trên biển cần hết sức đề phòng. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày 19 tháng 5 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!